Con đi hát karaoke á? Con hát một mình à? Con hát với ai? Chip đọc chữ đi, chip đọc chữ gì đấy? Hải chip. Chip đọc chữ gì nào? Đâu? Ok, happy birthday to you. Rồi ok. Con cắt bánh à? Mẹ xin con nhá, mẹ cảm ơn con. Cho chị nữa à? Chị khỏi đã ăn rồi. Ôi con rồi á. Để con ăn chung cùng mẹ nha. Đây mẹ chẻ cho con một miếng này. Đây. Con thấy ngon không? Ngon. Thì con mua bánh này nhiều tiền không? 1 tiền. 1 tiền á? 1 tiền là 100 hay 1 triệu hay là 1.000? 1.000. 1.000 thôi à? Ôi thì con mua bánh này rẻ thế. Bánh ngon mà rẻ thế nhở? Thôi mẹ chán ăn bánh sinh nhật rồi. Con đi làm ấy hả? Vâng, mẹ ăn bánh sinh nhật đi. Ok, để tí nữa mẹ đi. Ô, tí nữa mẹ ăn. Mẹ ăn hai một chiếc cà. Cùng cà của mẹ đi. Ok, tí nữa mẹ ăn nhá. Mẹ ăn đâu về rồi? Thế à, con đi đâu về đấy? À, con đi làm về à? Em bé nói gì gì á? Đâu, em bé nào? Em bé này này. Em bé Chip á, em bé Chip đang nghịch đồ chơi đây. Đồ chơi á? Tôi đi đồ chơi. Thôi con xuống đi, con xuống lên đấy, còn em lại trèo lên xong rồi em lại gọi đấy. Xuống ngay không em lại nhớ ra em trèo bây giờ. Đúng. Không mở cửa, đang bật điều hòa. Ok, con không biết gì đúng không? Con có biết gì không? Đó. Thế tại sao con mở